Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 1, quý vị đang đến với phần tin Headline News. Và sau đây là tóm tắt một số tin đã diễn ra trong ngày. Bản tin đầu tiên cho biết là đã xảy ra một vụ xả súng tại khách sạn ở Washington, D.C. Hậu quả là có một người thiệt mạng, bốn người khác bị thương. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng thứ Năm ngày hôm nay, 27 tháng 1, tại số 4400 của Connecticut Avenue. Tại hiện trường khách sạn, thì cảnh sát đã tìm thấy một phụ nữ bị bắn trong hành lang và một người khác bị bắn ngay trong phòng. Ba nạn nhân khác thì đã được đưa đến bệnh viện. Các đường phố xung quanh khách sạn này vẫn đóng cửa khi cảnh sát tiếp tục điều tra. Bản tin tiếp theo cho biết là tình trạng thù ghét người gốc Á đã tăng cao ở San Francisco. Thống kê của cảnh sát loan đi trong ngày thứ Ba 25 tháng 1 cho thấy tỷ lệ phạm tội thù ghét người gốc Á vào năm 2021 ở San Francisco đã tăng lên đến 567% so với năm trước đó. Con số thực tế có thể cao hơn bởi không phải ai bị bắt nạt cũng báo cảnh sát. Dữ liệu cho thấy nạn nhân gốc Á trong năm 2021 là 60 người, trong khi con số này của năm 2020 chỉ là 9 người. Một nửa số nạn nhân năm 2021 bị nam giới tấn công. Tết âm lịch sắp tới, có thể các vụ chống đối người Á Châu sẽ còn gia tăng. Ngoài San Francisco thì các video quay lại cảnh người gốc Á bị tấn công hoặc bị cướp bóc công khai ngay trên đường phố cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nhiều người lớn tuổi sợ hãi đến nỗi không dám ra khỏi nhà. Bản tin tiếp theo thì cập nhật về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ. Ngân hàng Dự trữ Trung ương trong phiên họp hàng tháng kết thúc vào trưa ngày hôm qua đã thông báo rằng họ đang chuẩn bị và sẽ bắt đầu tăng lãi suất cho vay vào tháng 3 sắp tới. Dĩ nhiên, mục tiêu của sự gia tăng lãi suất nhằm để chống mức lạm phát tại Hoa Kỳ hiện nay. Thông tin này đã khiến cho chứng khoán Hoa Kỳ giảm nhiều vào lúc cuối giờ ngày hôm qua 26 tháng 1. Trong một diễn biến khác có liên quan đến đại dịch COVID-19 thì ghi nhận cho thấy, hiện nay tại Hoa Kỳ, số người chết vì Omicron đang là 2.258 người mỗi ngày. Hai tháng trước đây, mức này là 1.000 người mỗi ngày. Trong khi đó, thì khẩu trang N95 đang bắt đầu được phát miễn phí cho người dân Hoa Kỳ tại nhiều dược phòng. Sau khi bộ xét nghiệm COVID-19 được gửi miễn phí đến từng nhà, thì nay khẩu trang N95 cũng bắt đầu được phát miễn phí cho người Hoa Kỳ nào cần nó. Thế nhưng mỗi lần, người dân chỉ lấy được 3 cái. Khẩu trang này có thể dùng lại đến 5 lần hoặc hơn nếu được giữ thật sạch và cẩn thận. Thưa quý vị, một người lính Ukraine đã bất ngờ xả súng vào đồng đội của mình khiến cho ít nhất 10 người thương vong. Điều đáng nói, vụ nổ súng xảy ra ngay sát một nhà máy hỏa tiễn, nơi mà những người này, bao gồm cả nghi phạm, đang làm nhiệm vụ canh giữ. Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng ngày hôm nay 27 tháng 1. Sau khi gây án bằng khẩu súng AK-47, hung thủ được xác định có tên là Artem Priatras, 21 tuổi, đã bỏ trốn, thế nhưng sau đó đã bị cảnh sát bắt lại. Tính đến thời điểm này, đã có 5 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Ngoài khẩu súng trường thì nghi phạm còn có khoảng 200 viên đạn. Động cơ của tội ác này vẫn đang được điều tra. Vụ tấn công diễn ra ngay vào thời điểm vô cùng khó khăn đối với quân đội Ukraine khi mà Nga đang tập trung binh lính gần biên giới chung với Ukraine để chuẩn bị tấn công đất nước này. Bản tin tiếp theo cập nhật về tình hình căng thẳng tại biên giới Nga và Ukraine. Tin mới nhất cho hay, mới ngày hôm qua 26 tháng 1, sau một cuộc đàm phán hơn 8 tiếng đồng hồ giữa 4 nước, bao gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine, thì Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn và đồng thời sẽ tổ chức các cuộc đàm phán mới vào tháng 2 sắp tới. Động thái này được các nhà bình luận xem là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho rằng cuộc đàm phán này chỉ là nhằm giải quyết cuộc chiến ở miền đông Ukraine kể từ năm 2014, chứ không phải là giải quyết mối đe dọa về một cuộc xâm lược của Nga hiện nay. Các nước phương Tây lo ngại rằng Nga có thể tận dụng căng thẳng bùng phát trong các cuộc giao tranh dọc theo mặt trận giữa binh lính Ukraine và phe ly khai như một cái cớ để tiến hành cuộc xâm lược sang nước láng giềng của mình. Và thưa quý vị, những giây phút cuối cùng quyết định số phận của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Trong ngày hôm nay thì người ta đang chờ đợi bản báo cáo cuộc điều tra của bà Sue Rice. Ngay cả Sở Cảnh sát London cũng tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra để tìm bằng chứng tội phạm. Ông Boris Johnson hiện đã thừa nhận rằng đã có nhiều cuộc hội họp uống rượu, thế nhưng ông không biết trước.
Ông cũng tin rằng ông chỉ tham dự khoảng 6 trong số 12 vụ được tổ chức mà thôi, dù rằng thời gian tham dự của ông rất ngắn ngủi. Ông cũng hoan nghênh và chấp thuận cuộc điều tra của cảnh sát. Mới ngày hôm qua 26 tháng 1, ông Johnson cũng tuyên bố ông sẽ tiếp tục giữ nguyên quan điểm của mình, đó là không từ chức. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Headline News của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.